À, xin thân áo mến chào các anh chị, đây là máy Emlexo do công ty trách nhiệm hữu hạn Kha Thi sản xuất. Chúng tôi sản xuất khăn lạnh cũng như là sản xuất máy chạy khăn và máy lụa, thì quý khách chứa hàng có thể liên hệ với chúng tôi để đặt hàng cũng như đến xưởng chúng tôi để xem cái quy trình cũng như công nghệ mà chúng tôi đang sử dụng. Chúng tôi nhận chuyển giao và cũng như là hướng dẫn các anh chị chúng ta sử dụng tất cả các sản phẩm mà chúng tôi bán ra thị trường. Mà các anh chị chúng ta xem thì chúng ta xem các anh chị thấy là chi tiết in rất là nét, đúng không ạ? Đó. Và tốc độ in thì chúng ta có thể thay đổi, và tốc độ in này tối đa 1 giờ các anh chị có thể in được khoảng 5.000 sản phẩm. Rồi, và một máy thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các anh chị đó là máy in lụa. Thì đây là máy in lụa của Kha Thi, thì các anh chị thấy là chất lượng cũng rất là sắc nét. Thì đây là hai loại máy in mà hiện nay công ty trách nhiệm hạn Kha Thi chúng tôi đang chuyển giao cũng như là sản xuất để cung ứng cho thị trường quý khách hàng sản xuất và cung ứng khăn lạnh trên thị trường hiện nay.